Chat với người nổi tiếng. Chat với người nổi tiếng. Thưa quý vị và các bạn, khách mời của chuyên mục Chat với người nổi tiếng hôm nay là một nữ diễn viên vô cùng xinh đẹp, một gương mặt rất quen thuộc với khán giả truyền hình thời gian gần đây, đó là diễn viên Thanh Hương vâng ừ, diễn viên thanh hương thì là một cái tên được khán giả yêu mến qua các bộ phim ừ. truyền hình ăn khách và chiếu giờ vàng như là người phán xử thương nhớ ở ai quỳnh búp bê Mình. nàng dâu order hay là sinh tử tại mới đây nhất là những ngày không những quên nhưng mà ấn tượng nhất người. có lẽ là phải kể đến nhân vật lan Cave trong bộ phim quỳnh búp bê nhang. và cả tao nữa nhưng mà con quỳnh nó vừa về đây chân ướt chân ráo bụng mang dạ chửa mày cũng nghĩ ra cách để hãm hại nó mày không biết nhục à mọi người để em nói mỗi vai diễn một tính cách mỗi số phận nhưng lại nhờ khả năng hóa thân lối diễn xuất đa dạng không bị đóng khung vào một tuyến nhân vật nhất định mà thanh hương để lại trong lòng khán giả những dấu ấn khó quên thường đóng vai những cá tính đành đá sắc xảo nhưng ít ai biết được rằng là con gái của ông trùm phan quân lại duyên dáng tài năng cô từng giành á khôi một cuộc thi hoa hậu hải dương quán quân cuộc thi trời sinh một cặp Chuyên mục chat với người nổi tiếng hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với diễn viên Thanh Hương và quý vị và các bạn có thể nghe phát thanh trực tiếp trên kênh VV1 hoặc là xem livestream trên fanpage là Facebook gạch chéo VV1.vn và nếu quý vị muốn tương tác thì có thể gọi đến số điện thoại là 0243 934 1040. và trước hết thì xin chào và cảm ơn diễn viên Thanh Hương đã tham gia chương trình hôm nay. À, dạ vâng ạ. À. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào tới anh chị và đặc biệt là các khán giả của VOV1 ạ. À. Ừ. nếu mà điểm qua những cái vai diễn của thanh hương thì có thể thấy như thế này ạ một ca nương đầy phá cách và từng trải đánh đá này khát khao vượt qua khỏi rào cản phong kiến nhưng mà bên trong lại là một người phụ nữ cực kỳ mềm mại biết yêu và biết nét trong thương nhớ ở ai này dạ. một lan Ve với cái số phận bi thảm đến cùng cực trong quỳnh búp bê dạ. một thùy linh bất cần ngổ ngáo giỏi võ chuộng nghĩa trong uh, uh, nàng dâu order rồi một uh, tiểu tam nhất mới nhất ở trong cái bộ phim những ngày không quên mới nhất Uh, nói về những cái vai diễn ấn tượng của mình nếu mà uh, thanh hương thấy tâm đắc và ấn tượng nhất thì thanh hương sẽ nói về vai diễn nào Dạ em cảm ơn chị. Nếu mà để nói gần nhất thì uh, uh, chắc chắn là vai Yến rồi, vai Yến trong Lựa Chọn Số Phận. Và vai diễn này của em thì cũng mới kết thúc được mấy ngày hôm nay thôi. Uh, vai diễn Yến này thì cũng kinh khủng khiếp và ghê gớm, thậm chí còn kinh hơn là vai Tiểu Tam của uh, Những Ngày Không Quên. Và nếu mà để nói rằng là um, ấn tượng nhất với vai diễn nào thì chắc chắn không thể khác được, đó chính là vai uh, Lan. Hay còn gọi là Lan Cave trong kênh Cô Bê đấy ạ. <laughs> Cho tới giờ phút này khi mà em đi ở ngoài đường thì mọi người vẫn gọi em là Lan. À, và mọi người vẫn nhớ tới vai diễn đó thì em với cá nhân em trong cái quá trình mà làm nghề của em thì em cũng rất là ấn tượng với vai diễn này nó có nhiều cái để mình có thể nhắc tới lắm có thể là mình cũng quá vất vả vai diễn này cũng có thể là mình quá hạnh phúc với vai diễn này bởi vì nhận được rất nhiều tình yêu thương của khán giả nhưng mà trên tất cả mọi thứ dù nó là cung bậc cảm xúc nào thì đấy cũng là một vai diễn mà không bao giờ mình có thể quên trong cuộc đời của mình ừ. à, thanh hương thì thường vào những cái vai diễn có cá tính rồi à. rất là có vẻ là đánh đá nữa nhưng mà à. ở ngoài thì có thể thấy là Thanh Hương là một người khá là dịu dàng á. Dạ. À. Em là một người rất hiền và không à. hề liên quan tới những vai diễn của em trên sáu à. Với mỗi diễn viên nhất là diễn viên nữ thì thường rất là thích vào những cái vai diễn mà đẹp á. Dạ. với cái tạo hình đẹp để ăn mặc đẹp hoặc trang điểm đẹp nhưng mà dạ. Thanh Hương là người không ngại ngần để thử sức vào những cái vai mà có thể làm có khi lại làm mình xấu đi dạ. à, hoặc là già đi như trong cái phim uh, vào vai Phan Hương ấy. Dạ à. đúng rồi ạ. Là làm già đi so với tuổi vậy Thanh Hương có thể chia sẻ về những cái khó khăn những cái vất vả trong mỗi vai diễn của mình sau mỗi vai diễn của mình dạ vâng ạ chị vừa nhắc tới vai phan hương trong phim người phán xử thì vai đó thì bắt buộc phải già rồi tại vì vai đó thì có một mối quan hệ là yêu đương và vợ chồng với anh khải sở khanh đấy thì uh, Donny ở trong vai diễn đó là cô này phải hơn tuổi anh này và trở thành một cái mối tình là máy bay bà già thế ừ. nên là bắt buộc là em phải làm sống mình và làm già đi thì bên cạnh đó còn có một số vai diễn nữa ví dụ như là vai thùy linh của nắng dô đờ thì vai đó thì cũng phải làm cho cái hình thể cũng như là cái sắc vóc của mình cũng phải chững chạc hơn tại vai đó thì em phải đóng cặp với uh, anh Trọng Trinh ừ. bọn em bọn em thì thực ra nếu mà để so về tuổi thì anh Trọng Trinh hơn em rất nhiều tuổi nhưng mà trong nghề thì bọn em vẫn xưng hô là anh em cho tình ừ. cảm đó và 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 với vai diễn nào của em thì gần như em cũng đều phải làm xấu mình chứ không có được một vai nào mà được đẹp cả nhưng mà em cũng hạnh phúc và vui khi mà khán giả gặp em ở ngoài thì họ nói là trời ơi cô này ở ngoài đẹp quá ừ. đẹp hơn rất nhiều những vai diễn của cô này thì em cũng thấy vui em chỉ sợ rằng là khi mà gặp mọi người ngoài mọi người bảo ôi ở ngoài trông xấu quá thì em mới buồn rồi ạ ừ. Gần đây thì Thanh Hương cũng vào những cái vai cây gớm và có dạ. những cái vai là tiểu tam nữa dạ. Vậy thì khi mà đi ra ngoài đời khi khán giả nhìn thấy mình thì đã bao giờ Thanh Hương bị khán giả ghét chưa? Khi mà vào những cái vai phản diện ở trên phim như vậy ờ, Cái thứ nhất là em có thể chia sẻ là em rất là ghét tiểu tam <laughs> Thực sự là em rất là ghét bởi vì là em là một cái gu phụ nữ mà em đi theo uh, tức là cái gu truyền thống và và em cũng không, không hề thích cái câu chuyện đó một chút nào. Thế nhưng mà khi mình được giao một vai diễn là mình phải hóa thân thành tiểu tam thì mình cũng phải làm thôi, vì đó là công việc của mình. Và chắc chắn là làm những vai đó thì không thể được sự yêu thương của khán giả được. Và nếu như mà khán giả có ghét mình thì đấy là họ ghét vai diễn của mình thôi, chứ mình cũng biết là họ có thể phân biệt được đâu là vai diễn và đâu là đời thực. Thế nên là em chỉ biết là hết mình với vai diễn, còn cái việc là yêu ghét thì đấy là thuộc quyền của khán giả, mình không có quyền can thiệp vào. Nhưng em nghĩ rằng là nếu như mà họ ghét vai diễn đấy của mình thì có nghĩa là mình đang thành công. rồi đấy đấy chứ mà họ lại không họ lại yêu quý vai diễn của mình thì lại không phải rồi ạ có à. nghĩa là đã đóng rất là đạt rồi ạ <laughs> à, tôi muốn nhắc đến hai cái bộ phim để mà nói đến một cái điều như thế này ạ đó là bộ phim quỳnh búp bê và à. nàng dâu a thì à. thanh hương đều vào những cái vai phụ nhưng à. mà những cái vai của thanh hương đều là những cái vai có tâm điểm và được khán giả rất là yêu mến à. và đôi khi lại còn nổi bật hơn cả vai chính nữa và điều đó cũng khẳng định một điều là phụ nhưng mà không phải phụ đúng không dạ. khi mà mình nhận được những cái vai phụ nhưng mà mình đã uh, hóa thân một cách trọn vẹn và dạ. không thành phụ nữa có dạ. khi lại còn được chú ý hơn dạ. đấy là một cái điều cũng rất là hạnh phúc với một người diễn viên đúng không ạ dạ vâng ạ có lẽ là câu chuyện về uh, nghề của em sẽ có rất nhiều cái có thể chia sẻ đặc biệt là các bạn trẻ à, các bạn trẻ khi mà vào nghề này thì nghĩ rằng là đây không phải là một công việc nó khó khăn nhưng mà em có thể khẳng định lại một điều nó rất là khó khăn và để có được một cái thành công như ngày hôm nay thì cũng phải hy sinh và đánh đổi rất nhiều à, chị nói rất là đúng Uh, tất cả những vai diễn của em thì gần như không có vai diễn nào là chính cả nếu để nói chính nhất và gọi là nhiều nhất nhiều đất diễn nhất cũng như là dài hơi nhất thì đấy là vai lan cave trong quỳnh búp bê nhưng mà thực ra chính nhất thì cũng không phải là vai này vai chính là vai của quỳnh búp cơ và với em thì uh, bởi vì mình đã xác định ngay từ đầu cái thứ nhất đây không phải là một con đường dễ dàng và cái thứ hai là nếu như mình nghĩ rằng là mình phân biệt được đâu là vai chính đâu là vai không chính thì có nghĩa là mình không yêu nghề lắm mình yêu cái sự thành công nhiều hơn và khi mà em làm thì em không quan trọng là vai chính hay là không chính mà em chỉ hỏi những người người ta mời mình. Ví dụ như đạo diễn hay là bên nhà sản xuất thì em hỏi là chị ơi vai này có phải là vai có thể phát triển được không? Và khi người ta nói rằng là vai này làm được không ạ? Em nhận đi là em sẽ làm. Ừ. Thế em cũng không hỏi là chị ơi vai này cát-xê bao nhiêu. Với em thì là như vậy. Thế nên em nói là con đường của em nó có nhiều cái nó buồn cười lắm và và có thể gọi một cái từ là rất là có duyên. Em đến với nghề rất là duyên khi mà em làm công việc này lúc đó em cũng hai mấy tuổi và lúc đó thì thực sự là em đã ổn định hết về gia đình rồi tức là khi em vào nghề là em đã là có một chồng và hai con rồi sau đó em mới phát triển sự nghiệp thì em đi hơi ngược lại với cái quy trình của các bạn tức các bạn thì là sẽ phát triển sự nghiệp sau đó là mới kết hôn thì với em thì bởi vì mình không được lựa chọn và mình đã có gia đình trước khi mình đi vào công việc rồi thế nên là mình đến với nghề hoàn toàn bằng cái sự chân phương chính cái tình yêu của mình bởi vì lúc đó là mình đâu có có nói là à tôi bắt đầu tôi lập nghiệp đây và và bắt đầu phát triển sự nghiệp đây nên là em em đều mọi thứ nó nó không có nằm trong cái tầm kiểm soát của em ừ, và mình cũng không có tính toán được thế nên là em đến với nghề là hoàn toàn bằng tình yêu và nếu đã là tình yêu rồi thì nó không có cái chuyện là chính hay phụ nữa, ừ. nó không có cái chuyện là mình có thành công hay không mà chỉ mình chỉ làm hết sức mình còn được ở đâu thì nó còn là cái duyên nữa. vâng, à. tôi vẫn muốn nhắc lại một câu là phụ nhưng mà không phải phụ với dạ. những diễn viên mà thực sự đam mê với nghề thì vai chính vai phụ không quan trọng mà dạ. chỉ là những vai diễn mà hóa thân được hết mình và trọn vẹn đem đến những cái góc nhìn cho khán giả một cách tốt nhất. vâng ạ. và trước khi mà tiếp tục trò chuyện với thanh hương thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát cơn mưa băng giá một sáng tác của lê thành trung và nếu mà ai thể hiện bài hát này thì chúng tôi sẽ bật mí sau đó. <laughs> từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên nơi đây anh có hay không trên trời kia mơ trong màn sương chờ đợi anh sẽ quay về con đường xưa giờ đây ngơ ngác ngầm đầy tuyết rơi da lành tìm về đâu ngày xưa loay hoay trong nỗi bơ một lần thôi thời gian trở lại mình sẽ không chia lối đi đôi bàn tay xin đan vào nhau nhẹ nhàng ve vuốt vai mềm nơi bình yên chẳng còn hoang vắng chẳng còn nhớ thương mơ hồ và trong cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm

quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cơn mưa băng giá với sự thể hiện của diễn viên Thanh Hương. Chắc là sẽ rất là ít người biết là Thanh Hương là một người cũng có giọng hát khá là hay. Và điều ít biết nữa là Thanh Hương còn là được là quán quân của cuộc thi Trời sinh một cặp nữa cơ. Dạ. Cái, vậy cái điều gì mà thu thúc Thanh Hương tham gia một cái cuộc thi này khi mà lúc đấy mình đang rất là hot qua những cái bộ phim truyền hình? À, vâng ạ, lúc đó thì em cũng phải sắp xếp thời gian để tham gia ở chương trình Trời sinh một cặp và cũng phải 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 nghĩ rất là kỹ tại vì lúc đó em cũng đang theo một bộ phim thì nếu mà mình nhận lời thì mình phải uh, dành thời gian tại vì cái trường quay lúc đó là ở thành phố hồ chí minh còn em thì là ở ngoài hà nội tức là cái lịch trình bay ra bay vào rất là thường xuyên nên là mình cũng phải sắp xếp nhưng mà thôi mình cũng bởi vì đó cũng là cái thứ nhất đó là cái niềm đam mê của em và cái thứ hai thì em nghĩ rằng là tại sao lúc này mình không hát mình không hát đôi khi uh, những, những cái lời ca những cái bài hát đó nó sẽ làm cho cuộc sống của mình nó thú vị hơn và nó cũng đỡ đi cái sự áp lực với những cái vai diễn của mình tại vì tất cả những vai diễn của em thì chả có vai diễn nào là được gọi là sung sướng hạnh phúc cả toàn là bầm dập thôi ừ, ạ thế bây nên bây là đẹp, em đúng cũng đúng muốn à. là có một cái gì đấy nó lắng lại một chút để cho mình có thể được sống với cái niềm đam mê của mình thì bên cạnh cái niềm đam mê diễn xuất và những vai diễn thì đó là niềm đam mê bất tận của em đấy chính là hát ạ ở sân khấu của trời sinh vật cặp thì khán giả đã được thưởng thức những cái tiết mục của thanh hương yeah. với cái giọng hát đầy nội lực và những cái um, tiết mục với những cái phong cách rất là đa dạng yeah. vậy thì hương nói là âm nhạc cũng là niềm đam mê của mình có bao giờ thanh hương nghĩ là mình sẽ lấn sân sang âm nhạc không <laughs> em không nghĩ tới điều đó nhưng mà nếu như mà uh, nếu như có duyên thì mình vẫn sẽ cố gắng thôi ạ là sau khi một cuộc thi um, kết thúc thì cũng có rất nhiều lời mời em đi hát. Ví dụ như là những cái event mà họ muốn mời mình làm khách mời thì họ nói là hương ơi hôm đó hát đi nha. Ừ. Thế bây giờ thì thay vì là mình nhận các CC là diễn viên hoặc là khách mời mình đến mình tham gia thì mình có thêm một cái CC thứ hai đó chính là hát. Em vẫn nói vui mọi người là nếu như mình có thêm một cái sở trường nào đó trong cái uh, um, trong cái 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 um, gọi là cái sở trường của mình thì nó cũng sẽ là một cái điều tốt hơn đối với các nghệ sĩ bởi vì bây giờ thì cái hình ảnh nghệ sĩ thì sẽ thường là đi theo một cái thiên hướng là đa di năng càng biết nhiều những cái sở trường thì sẽ càng tốt cho cái công việc của mình hơn Bằng khi mà đạt giải quán quân của Trời Sinh và cặp gì Thanh Hương cũng đã có lời hứa với khán giả đấy dạ. ạ. Là thực hiện một album ca nhạc. Không biết là Thanh Hương có bắt uh, đã bắt tay vào thực hiện cái việc cái lời hứa này chưa? Lời đầu tiên chắc là em phải dành lời xin lỗi bởi vì đến giờ phút này thì em vẫn chưa thực hiện được cái điều đó. Em vẫn đang làm đây nhưng nó hơi chậm một chút. Tại vì cái lúc đó thì mọi người cũng biết là em quay song song với bộ phim là những ngày không quên và sau những ngày không quên thì tiếp tục đấy là lựa chọn số phận. Và cái lịch trình nó cứ kéo mình đi, kéo mình đi bên cạnh nó rất nhiều những cái công việc khác nữa nên là em cũng bị trứng lại cái khoảng thời gian để mà làm cái album của mình nhưng em vẫn sẽ bảo lưu cái lời hứa của mình tới khán giả là trong thời gian rất gần thôi em sẽ gửi tới khán giả một cái món quà về âm nhạc của mình và chắc chắn không thể thay đổi được vâng. à. À, khán giả truyền hình cả nước thì rất là quen thuộc với thanh hương qua những cái bộ phim truyền hình chiếu giờ vàng rồi dạ. nhưng mà à, khán giả ở thủ đô còn biết đến thanh hương là một diễn viên kịch nữa dạ. và đây là một cái công việc cũng rất là đam mê của thanh hương và à, thanh hương còn được đoạn khá nhiều những cái giải thưởng từ những cái vai diễn kịch cỡ. Vậy thì Thanh Hương làm thế nào mà để cân đối cân bằng giữa công việc của nhà hát với lại một diễn viên bởi vì bây giờ thì những cái bộ phim truyền hình thường hay là cứ quay đến đâu thì phát sóng bên đấy đúng không ạ? Dạ. Và diễn viên có thể bị gọi bất cứ lúc nào. Dạ. Vậy thì mình làm sao mà để có thể dung hòa được hai cái công việc song song cùng một lúc vậy? À, vâng ạ, à, thực ra đây nó cũng là một cái điều mà thường gặp ở các nghệ sĩ miền Bắc tức là mình muốn vừa làm phim mình muốn vừa có thể chạy show được và mình cũng vẫn có thể đảm bảo công việc tại nhà hát của mình thì mình cũng phải biết cách sắp xếp làm sao để cho những cái khoảng thời gian đó nó không có trùng lặp với nhau à, và trước khi em đi vào một cái dự án nào dài hơi là em cũng phải xin phép ban lãnh đạo nhà hát kịch hà nội nơi mà em đang công tác hoặc là khi mà em nhận lịch của đoàn phim là em cũng phải sắp xếp làm sao và những cái điều này thì hiện tại bây giờ vẫn đang có thể sắp xếp ổn được à, còn chị hỏi là sức mạnh nào à, điều gì có thể làm cho em có thể cân bằng được tất cả những cái đó thì em nghĩ rằng đó chính là cái tình yêu của mình với cái công việc mình đang làm và cho tới giờ phút này thì cũng không hiểu tại sao mà nhiều khi mình có thể khỏe mạnh đến như vậy mình có thể chạy được nhiều như vậy nhưng có lẽ đấy chính là cái tình yêu mình dành cho nghệ thuật À, và khi thanh hương nói đến đây thì tôi cũng nhớ đến một cái câu mà một thính giả muốn hỏi thanh hương là uh, thanh hương là một người khá mạnh mẽ độc lập có phải vì thế mà uh, thanh hương từng có biệt danh là biệt danh là hương voi không ạ <laughs> cái biệt danh này thì um, là không phải là tự em đặt mà do một người anh cũng là một người đồng nghiệp và là sếp của em tại nhà kịch Hà Nội và ai cũng biết đó chính là nghệ sĩ nhân dân công lý. và lúc đó thì em xin về nhá thì hồi đó em còn bé tí thôi, có 16 17 tuổi. Nó và anh nói là ơ trông cô bé này khá quá. À, anh nói vui vậy thì anh hỏi nhưng mà trông có vẻ to cao nhỉ? Ừ. Hay là anh gọi em là Hương Voi nhé và từ đó là biệt danh Hương Voi đi với em cả cuộc đời luôn. Ừ. <laughs> Cho tới giờ phút này mà nhiều khi mình có muốn gầy đi hoặc là muốn mi nho một chút chắc cũng khó. Như kiểu nó nó dính là nó vận vào người mình rồi ấy chị. Ừ. Nhưng mà vẻ bề ngoài của Thanh Hương thì khá là nhỏ Còn nhắn voi không chị? <laughs> Cũng hơi voi một tí ạ Tôi nghĩ là đặt là Hương voi là với cái ý nghĩa là Là một người rất là mạnh mẽ dạ, Có tính cách mạnh mẽ chứ không phải là Cái, cái vẻ bề à, ngoài voi đúng, đúng không ạ? càng nổi tiếng thì người ta càng phải đối mặt với những cái lùm xùm những scandal ạ. Yeah. Vậy thì Thanh Hương khi mà đối mặt với những cái lùm xùm đó nhất là ở thời gian gần đây thì có những cái tin đồn không mấy tốt đẹp về Thanh Hương, về gia đình Thanh Hương yeah. Vậy thì khi mà đối diện với những cái cái scandal thì Thanh Hương sẽ ứng xử như thế nào? Im lặng hay là lên tiếng? Ờ à, thưa chị em thì em rất là thích một câu tức là cây ngay thì không sợ chết đứng. Tức là khi mình sai mình mới sợ còn nếu mà mình đúng thì không có cái gì mình phải sợ cả nó chỉ là một cái khoảng thời gian nào thời điểm thích hợp mình có thể chia sẻ thôi còn nếu như mình là một người bình thường mà người ta đến người ta nói mình không đúng là mình có thể nói lại ngay đúng. nhưng khi mình đã là một người nghệ sĩ rồi và tất cả những cái lời nói hành động của mình đều phải chịu trách nhiệm với chính cái hình ảnh của mình đang theo đuổi thì em nghĩ rằng mình phải khéo léo để mà lựa một cái khoảng thời gian nào đó một cái thời điểm thích hợp mình có thể chia sẻ lại có thể bây giờ mình không nói nhưng trước sau gì mình cũng sẽ nói à, cái điều quan trọng là mình không có sai thôi mình không sai thì không có gì mình phải ngại cả thực ra kia chị nhắc tới một cái lời đồn gì đó thì em nghĩ là em cũng biết cái câu chuyện đấy ở đây thì em không muốn nhắc lại nữa nhưng nó cũng đã xảy ra rất là lâu rồi và em có thể tự tin em nói với chị rằng là em luôn luôn làm rất là đúng những cái con đường mục tiêu đã chọn còn những cái nó có đi bên cạnh mình nó có hơi khúc mắc một chút xíu thì đó là một cái sự không may thôi và mình cứ hãy bình tĩnh để mình đón nhận nó và mình thẳng thắn mình chia sẻ với mọi người bởi vì cái con đường này nó là dài chứ nó không phải là chỉ một lúc một lát thế nên em tin rằng là khán giả họ sẽ hiểu mình và họ sẽ ghi nhận mình ở cái con đường nghệ thuật của mình chứ không phải là những cái câu chuyện nó rất là nhỏ nhặt đời thường xung quanh cuộc sống và bên ngoài của mình Dạ, mừng. Dạ. mỗi nghệ sĩ thì có những cái ứng xử riêng với dạ. những cái tin đồn và dạ. uh, nếu mà khéo léo có thể vượt qua được những cái tin đồn thì tôi dạ. nghĩ là sẽ người nghệ sĩ đó càng mạnh mẽ hơn Đúng rồi. và như thanh hương nói là mình cây ngay không sợ chết đứng dạ. <laughs> uh, vậy thanh hương có thể bật mí về cái vai diễn sắp tới của thanh hương dạ em đang uh, tham gia một bộ phim điện ảnh và đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên, tiên của em ừ. uh, em nói với chị là cuộc đời gọi là sự nghiệp nghệ thuật của em nó có nhiều cái rất là duyên và đây cũng là một trong những cái duyên đó tức là em nghĩ là chắc em chẳng có duyên phim điện ảnh đâu em đi cát thì ví dụ như là lần nào cũng đi cát được nhưng mà cứ đến phút chót chốt vai là y rằng bị ao không hiểu kiểu gì luôn tức là em nghĩ là mình không có duyên phim điện ảnh rồi thì cho đến một ngày đẹp rồi cũng gần đây thôi thì hiện tại bây giờ em cũng đi được đến 3 phần tư con đường rồi và còn một cái lịch trình quay nữa thì ở nước ngoài nhưng mà hiện tại bây giờ là mọi người cũng biết là dịch đang rất là căng nên là bọn em cũng chưa thể bay đi được và sẽ cố gắng là sản phẩm này này sẽ gửi tới khán giả sớm thôi và bởi vì nó là cái lần đầu của mình thế nên là mình cũng rất là tâm huyết và em cũng dành hết khoảng thời gian này cho vai diễn này và hy vọng thời gian tới thì em sẽ chia sẻ mọi người nhiều hơn còn hiện tại bây giờ thì chưa thể nói được nhiều bởi vì là bọn em phải giữ bí mật tới phút chót về vai diễn này Đã. Nhưng mà đã quen đóng những cái phim truyền hình Và lần đầu tiên đóng một cái phim điện đã. ảnh Thì uh, Thanh Hương có gặp những cái thách thức Cái khó khăn khi mà Mình uh, chuyển sang đóng phim điện ảnh Rất nhiều những cái thử thách chị ạ Và một trong những cái thử thách đó em có thể chia sẻ ở đây Chính là việc thoại bằng tiếng Anh gần như 80% lời thoại trong phim của em là tiếng Anh. Mà em thì không phải là người mà giỏi tiếng Anh bởi vì là lâu lắm rồi mình cũng không không có nói nhiều và cái này em nghĩ rằng là ngôn ngữ tiếng Anh thì mình phải giao tiếp thường xuyên. Thế đó cũng là một cái điểm mà hơi bất lợi cho em. Và khi mà em nhận nhận lời tham gia thì tức có nghĩa là em phải đi học tiếng Anh. Và không những là học tiếng Anh mà mình phải nói trôi chảy như người bản địa. Thì đấy là một cái điều quá khó với em. Nhưng mà thôi, ơn trời, mọi ừ. chuyện nó cũng đã qua rồi ạ. Chúng tôi cũng rất là chờ đón bộ phim mới của Thanh Hương dạ. với một vai diễn điện ảnh dạ. và uh, sẽ chờ đón Thanh Hương ở những cái vai diễn truyền hình tiếp theo. Dạ vâng. À. Dạ. Xin cảm ơn diễn viên Thanh Hương về cuộc trò chuyện hôm nay. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều và cảm ơn các khán giả đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của em ạ. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát trống vắng, một sáng tác của Quốc Hùng với sự thể hiện của diễn viên Thanh Hương và ca sĩ Đinh Hương. nồi nhìn chiếc lá rụng dây theo cội nguồn lá rơi lá rơi rồi khi anh đến dìu em trong cơn đàm nhớ thêm nhớ thêm giờ đây sao trống vắng có những hờn ghét nhỏ nhỏi được nuôi làm chim yêu thương và dị vãng tha rằng anh nói tiếng.